Khu vực rừng Bạch Đàn do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên liệu giấy miền Nam quản lý tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra cháy khiến hai người tử vong. Khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 3, tiểu khu 596 xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy xảy ra vụ cháy 7 hecta rừng Bạch Đàn. Ngay sau khi phát hiện cháy, tổ trực phòng cháy rừng của ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Cơi tiến hành các biện pháp chữa cháy. Đồng thời, tổ trực đã báo cáo với lãnh đạo công ty và chính quyền địa phương nhằm quy động lực lượng tham gia chữa cháy. Khi đám cháy được khống chế, dập tắt, tổ trực phát hiện hai nhân viên của ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Cơi đã tử vong. Đơn vị đã báo cáo lãnh đạo công ty, cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường vụ việc, làm thủ tục pháp y và đưa thi thể hai nạn nhân về gia đình để lo hậu sự.